Hai các bạn shop da cá sấu hôm nay xin giới thiệu về shop TT 16 16 Lương Quang Lan, đối diện chợ Bến Thành ha. Đối diện cửa đông chợ Bến Thành. Đây là shop ha. Đây là nhìn ra hình thuốc kháng này. Hình thuốc kháng nè. Đây shop TT 16 nè. TT 16. Ở đây là nhìn ra cửa đông chợ Bến Thành này, cửa đông chợ Bến Thành đi ra là gặp đường Lương Văn Lan đấy. Đây là mình vô shop TT 16 nè. Đó, tổng quan gì shop TT 16 ha. Rồi chào anh Hạnh. Hôm nay em tham gia review cái shop anh có gì chia sẻ không? Em muốn mua một đôi giày. Anh chào em. Xin lỗi em tên gì? Dạ em tên Lợi anh. Hạnh. Em tên Lợi. Dạ. Em ơi, shop của anh là chuyên về giày da công sở, giày lười. Dạ. Chính là da. Dạ. Là da cá sấu. À. Đó, cái sáu đó một mới là sáu anh mới là phát triển thêm. Dạ. Đây là giả da cá sấu nhưng mà những đôi này là da thuộc rất là chuẩn. Dạ, cho nên dạ. Khách hàng của anh yên tâm là mang rất là mềm. Ở đây da là chuẩn đúng không anh? Dạ đúng rồi. À. Mình bán là cách đây cũng 30 năm rồi cho nên khách đây cho có con cá sấu đây đẹp nè. Cá sấu này là thằng em đầu tư cho anh đó. Dạ. Dạ. Cho anh chừng vừa quảng cáo da mà vừa là vừa da cá sấu này luôn. Lúc là cá sấu là dài tay công sở là dài lười nè. Dạ. Tất cả nhiều thời trang. Dạ shop anh mở lâu chưa anh? Shop anh là mở cách đây cũng khoảng 35 năm. Rồi. 35 năm. Kinh nghiệm lâu á. Dạ shop anh là chuyên về thời trang công sở nè, giày dép nữ, túi xách, bóp, pin nực. Mà bây giờ sau thời gian dịch anh chưa có tập trung đầy đủ được tất cả những cái mặt hàng anh có cần thiết. Dạ. Nên bây giờ bắt đầu anh mới đang chỉnh chu lại tất cả. Dạ. Thời trang, áo nam, sơ mi nam, đầm Mỹ, tất cả các nước Hồng Kông, Quảng Châu thì có hết. Đây là giày bích nữ. Giày bích nữ. Quần áo nữ giày thời trang nữ toàn da đó. Dạ. Rồi xì bo, giày thể thao. Dạ. Ví dụ như bây giờ em ở xa em order anh có giao được không? Cái đó anh giao được hết tất cả, em chưa cần cho địa chỉ. Em mới được quyền coi trước và thanh toán đúng như hàng em yêu cầu. Dạ. Em cũng trả tiền cho người bán hàng cho em. Dạ tại vì bây giờ là công nghệ online nó rất là tuyệt vời nên là qua bên đây đi anh. Cho nên chúng tôi cũng tụi anh cũng làm theo công nghệ đó để mà phát triển cửa hàng, phát triển shop TT này. Dạ. Chúng ta không theo kịp chúng ta lụi dần à. Dạ. Ở đây mình là đối diện cửa đông chợ Bến Thành đúng không anh? Đúng rồi, ở đây ba anh là quay qua tay phải là cửa đông chợ Bến Thành. Dạ. Đầu đường bên đây á là Nguyễn Trung Trực. Đầu đường này là Phan Bội Châu. Dạ. Và cửa đông chợ Bến Thành. Dạ. Thì anh là mẫu mã luôn cập nhật mới đúng không anh? Đúng rồi. Luôn hàng tuần. Hàng tuần là có hàng mới. Dạ. Thì hôm nay là quần jean nữ. Đây jean nữ này. Nữ. Jean nam, kaki nam, áo khoác thời trang nữ. Mẫu mới nhất 2013, 2023 luôn đó em. Thì mình đi trước để mình ở đây mình khách là đa số là anh bán khách ở đây thì đa số là bán khách cho người Việt. Tay thì nói chung ra là anh cũng bán có một số tay là có size từ 44 tới 48 luôn, giày nam có tới 48 và khách có thể order được tất cả các loại là giày size, ví dụ như giày cá sấu mà ai thích anh sẽ đặt được tới size 45, 46 bình thường. Khách có thể order để định. Thì giờ anh giới thiệu cho sao đỡ anh hướng dẫn em đỡ em ở xa mà em đi qua đây em biết khi em tới chợ Bến Thành rồi á anh. Anh hướng dẫn sao em vô đây được đi. Bây giờ nếu như em đi tới chợ từ chợ Bến Thành em đi hướng
từ Nguyễn Văn Huệ thì có khả năng em sẽ quẹo Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực. Ý là em tới chợ Bến Thành rồi á. À, em tới chợ Bến Thành rồi, em đi mặt cửa trước là cửa cửa Nam. À. Cửa Nam thì dạ. Em sẽ đi em sẽ quẹo trái luôn, bây giờ người ta cho quẹo trái. À. Quẹo trái. Dạ. Em quẹo trái thì nó rẽ vô đường Phan Bộ Châu là cửa đầu chợ Bến Thành. Dạ. Thì em đi khoảng chừng 50 mét là tay phải em quẹo vô. À. Em quẹo vô tay phải đi khoảng chừng 150 mét là bên tay trái là shop City của anh, Shopee. Số 16 Lưu Văn Lan. Dạ. Anh cho số điện thoại đi, có gì người ta liên lạc anh. Ờ, số điện thoại của anh là 0918 115 223. Nhắc lại anh. 0918 115 223. Mình tên Hạnh. Dạ. Ok. Shop 26 này xin chào các anh chị nhé. Đây là review shop của anh Hạnh đây. Anh bán đủ loại nam có, nữ có, ví dụ gia đình vô đây mua rất là hợp lý đúng không anh? Đúng rồi, hợp lý. Gia đình có nữ, có nam, có em bé rồi đây là gia đình đi vô mua là rất là hợp lý, và chúc cho shop luôn có nhiều phát triển. Và lời cuối này anh có nói gì cho khán giả? Cũng cảm ơn em, cảm ơn tất cả các quý khách đã thời gian dài ủng hộ cho shop TT chúng tôi cố gắng, hứa là sẽ cố gắng phục vụ tốt nhất và cao nhất đến quý khách. Dạ. Ok. Dạ, xin chào. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các chị nhé. Các chị cần review shop nào đó alo mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.